Hello, 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 xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyện đồng máy Peo. Cái gì mà vừa mới cập nhật phiên bản mới, mình mới cập nhật lên cái phiên bản 1.58 gì bạn ạ. Mà sao tự nhiên bị lỗi skin vậy? Vừa mới cập nhật đã bị lỗi skin các bạn ạ, đen thế nhỉ. Đừng bảo bây giờ cái mũ này không cho chỉ bầu là toang đó nha. Ok, 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 nghe nói là phiên bản mới là có cập nhật rất là nhiều sửa lỗi. Đặc biệt là cái lỗi mà không đè ship, không đè ẩn thân, không chạy nhanh được trong parkour ạ. Đấy, nghe nói là lỗi đấy là sửa rồi bạn ạ. Cái cả là cập nhật thêm một vài thứ mới, không biết có gì hay. Ok, ngày hôm nay mình lại trải nghiệm xem là trong cửa hàng có gì hay ho, trà trộn chẳng đi bàn thông các thứ, xem bận bàn rèn phép bộ hổ. Ôi, cái sự kiện bàn rèn phép thuật này lại bắt đầu bật ạ. Nhưng mà mới mình có rồi mà, ủa cái này đợt trước mình có rồi mà, lại ra thêm bở. À, 16 tháng 10 cũng lâu rồi chứ, lâu mình không để ý bạn ạ. Cái này mình full mấy cái này rồi. Ok, tưởng có quài mới rồi. Ngày hôm nay mình sẽ nghiên cứu tại sao skin của mình bị lỗi bạn ạ. Hơi buồn, không biết tại sao bị lỗi nữa. Để xem được xem liệu rằng có sửa được không bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút cái chuông ký mộ mẹ bé bên nhá. Ủa? Sao bây giờ vườn nó có sẵn ở trong này à? Hay ta? Mình nhớ trước là trong trang cá nhân đâu có. Ôi! Bây giờ mấy cái này có cả quyển di chuyển đó bà. Ôi tôi mới thấy quyển di chuyển ghê quá, ngon vậy. Tôi tưởng tôi mới thấy có quyển di chuyển bạn ạ. Cái này chắc thu hồi sau đây nhỉ. Đồ thì mới đâu, lâu lắm rồi không ra đồ mới bạn ạ nhỉ. Lâu lắm rồi em không thấy gì mới. Ok, à xem nào, đầu tiên tôi sẽ phải nghiên cứu lại xem là tại sao cái skin của tôi bị lỗi. Ô đây rồi. Wow, bán skin bằng đậu bọn chết tôi hết đậu rồi. Rồi phải làm sao bây giờ? Hết đậu rồi. À, chắc tôi lại phải kêu gọi 500 anh em hay quên góp đậu cho mẹ Peo. Anh em nào thừa đậu thì cho dẹp Peo xí đậu. Đấy, anh em nào có đậu thì nạp vào donate đậu cho mẹ Peo. Ít thì 1.000 đậu, nhiều thì 10.000. Anh em đã nghe chưa? Hả? À, anh em nghèo chưa? Anh em đã biết cách để đốt hết đậu chưa mở? Giống ai đó nhỉ? Ôi, này, vào map này. Thì như là vào map hành trình thì hô đáp hận đấy. Tải map hành trình... Ủa, tôi đang hành trình hô đây này. Vào map hành trình hô đáp hận thì phải đúng không? Đó, bỏ. Vào cửa hai bừng, mua bỏ. Mua tụi tên lửa 409 đậu đấy. Ok chưa anh em? Đó. Hay mua tụi tên lửa phải ra 409 đậu. Ok chưa? Anh em nào ít thì một cái bao tên lửa, anh em nào nhiều thì 10 bao tên lửa. Anh em nghe đó chưa? Ôi, nghe giống tôi nghe tụi Cecilia ấy, để tụi Cecilia ta. Ok rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với skin. Tại sao lỗi? Mua 1 đậu, 5 đậu. Wow, thật tuyệt vời. Ôi, người lỗi skin. Ôi, ôi thật à? Vãi chửi bạn ơi, chỉnh lại bộ tóc rồi. Kìa. What? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì này? Tự nhiên chỉnh cái này thì nó đổi màu cả hai, mà chỉnh cái này thì ủa game lỗi à? Oh what? Cái gì đây? Hiện tượng gì đây? Ủa kỳ vậy? Ủa là sao? Tâm linh vậy? Trời. Ê hơi toang, hơi toang nha. Tôi mở cái mũ mèo rồi. Đấy bạn ơi, chuyển đầu nào. Ok, chỉnh lại từ đầu bạn ạ. Ảo thế nhờ. Ủa? Cái mũ nó bị gì bạn ơi? Cứu tôi. Ủa? Thế sao đang chỉnh mũ cái gì? Hỏng rồi. Cái mũ bị lỗi rồi các bạn ơi. Chết rồi, bản này skin mèo Peo bị lỗi rồi. Cứu tôi, ai đó cứu tôi rồi. Xong luôn. Không mặc được skin mèo Peo rồi. Cứu tôi với. Ai ai ai. Chỉnh cái trên thì cái dưới lỗi, chỉnh cái dưới thì cái trên lỗi. Nó là sao? Ôi là ơi, chỉnh cái này thì cả hai cùng nỗi cay thế nhờ. Trời ơi, từ rồi. À, để em quay lại video này tí nha. Quay video lại. Ok, đây rồi. Đây rồi, đây, mình sẽ bấm video các bạn ạ. Đây, bảo, đây chị.
Alo chị ơi, tình hình là cái mũ skin mèo béo bị lỗi này đây nha. Ví dụ nha, em chỉnh cái màu phía trên đấy, xong nó đổi màu phía dưới. Em chỉnh màu ở giữa thì nó đổi màu ở phía này đấy, nhưng mà đổi chỉnh cái này thì đổi hai màu luôn. Nó khó hiểu ra nhá. Đang chỉnh màu một cái viền nha, đây chỉnh màu viền nè. Đây chỉ màu phần trên này nha, nhưng mà đó nó tự đổi màu dưới. Thế để chỉnh được chỉnh tay em không, chỉnh tay nó chỉnh màu này tiếp mới cay. Bây giờ tình hình là không chỉnh được skin rồi, cứu em với. Ôi trời ơi. Đó, ok, tôi vừa quay video để gửi cho chị Mai Phạm. Là chị sao á, tôi vừa gửi cho chị sao các bạn ạ. Ok, mày tôi gửi video bạn ơi, các bạn đợi tí. Đâu nhỉ, chứ, nó sao gửi ta, ok. Ủa? Không quy được. À, đây. Ok. Cứu chị ơi. Ok rồi, tôi vừa gửi tín hiệu FS rồi. Mèo vừa gửi tín hiệu FS. Nó bây giờ không biết là khi nào skin mèo quay trở lại bình thường bạn ạ. Cay thế nhở. Ok, để tôi thử thoát game vào lại xem. Biết đâu mấy. Biết đâu mà chúng ta thoát game vào lại thì nó sẽ hay đỡ hơn bạn ạ. Thử xem nào. Ok rồi bạn ơi, mình đang vào lại game bạn ạ. Yeah, bạn đợi tí nha, nó hơi đen tí. Ok, đang vào lại game. Không ổn rồi, lỗi skin rồi, cứu tôi rồi, sợ luôn. Bản này bị lỗi skin rồi. Ây à, rồi xong rồi, ở sao? Chắc là để tạm như này bạn ạ. Cái thế nào? Cái thế nào? Thôi, chúng ta trong lúc bị lỗi skin, mèo Peo sẽ hóa thân thành Shiba bạn ạ. Nó để đợi hết lỗi skin. Ôi này mèo, ôi mấy skin này bị lỗi hết bạn ạ, nó bị lỗi hết này, lỗi này. Skin Giáng sinh bị lỗi màu tùm lum nè, này ôi rồi ôi, khứa áo xanh khứa áo đỏ bị lỗi luôn nè, Halloween có tụi này đúng không? Đâu phải mỗi skin mèo béo đâu, skin nào cũng bị lỗi bạn ạ, bị lỗi tùm lum rồi, trời ơi, trời ơi, skin đây nào cũng bị chị ơi, để em mình viết bot lại đây. Ok rồi, tôi đã báo cáo lại cho chị ngôi sao ấy, ngôi sao may mắn rồi. Tôi bị bậc chó Shiba lên trà trộn giải liên thông lại. Trời ơi, anh em nào bị giống mèo Peo bấm số 1, ai không bị bấm số 2 nào, để coi xem ai bị tình trạng giống mèo Peo không. Cái thế nhờ, buồn thế nhờ. Ủa sao giải liên thông nhìn lạ ta. Wow, mới cập nhật sảnh liên thông bạn ơi. Wow. Ở sao vì bảng xếp hạng thứ này. Wow, bởi sao nhìn nó lạ lạ. Bố phòng không đây. Bố vào phòng để chơi cùng mọi người. Sao bây giờ có mỗi mạo hiểm sáng tạo. Ủa bây giờ muốn chơi bắt cua thì phải làm sao. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao tôi... Sao... À map à? Không được. Đây. Map với phòng nó khác nhau à? Mà tôi phòng cơ. Ê sao... Ây từ để tôi report lại luôn. Cái phần phòng bây giờ, à rồi hiểu rồi, cái phần phòng bây giờ đấy. Ê, để mình quay video lại tiếp này. À chị ơi, với cả là cái phần phòng bây giờ chỉ có mỗi mạo hiểm cả sáng tạo, không có bắc cua đối chiến từ bây giờ muốn tìm kiểu muốn tìm phòng bắc cua để trà trộn nó không có. Ở đây là phần map thì nó là map chung, kiểu như map chung những cái map tiêu biểu rồi đó. Bây giờ ví dụ như muốn tìm phòng chỉ có mỗi mạo hiểm cả sáng tạo và tổng hợp thôi, nó không những kiểu đấy bắc cua nó không chia thành mục bắc cua như ngày xưa đối chiến ngày xưa đó, hơi kỳ nha. Ok, để gửi lại cái này nữa. Đây, tôi lại gửi thêm các bạn ạ, bạn đợi tí tôi lại gửi báo cáo.
Ok, bị uống cái gì đấy? Ok này rồi. Bạn đợi tí nha, tôi lại gửi lại. Đây. Với sảnh liên thông mới bị cập nhật, em thấy hơi kỳ kỳ. Hơi kỳ kỳ bì đó. Ok chưa à? Rồi tôi đã báo cáo lại hết bạn ạ. Rồi đó. Mong rằng là sắp tới là cập nhật thêm bạn ơi. Mong rằng thêm. Rồi. Bắc mạo hiểm. Xem một phòng ở đông đông ta. Ô trò chuyện này. Một phòng một chủ mà. Mà khác này. I love you. Bồi PC luôn. Vô thử nào. Vô thử bác I love you. Dô liền, dô liền. Gì ai từ bảo dùng lại xin đi á. Quên. Phải lại xin đi cái liền. Ok. Hello. Chào bạn. Ở trên mình lỡ tay. Nhà cũng chết rồi. Ôi, mày quá khỏi chủ phòng. Mày quá chủ phòng là Tuấn Anh nè bạn ạ. Nhìn đây mày, cho này. Cho này. Lag game, tuyệt chiêu lag game. Yo. Ok. Bấm nhầm. Tuyệt chiêu lag game. Yeah. Lag game đại pháp. Yeah. Ok chưa, thả bóng bay này nó. Ủa không lag à? Không lag cũng lag đây. Còn có 80 FPS. Còn có 80 FPS này, xem bóng bay còn không. Bóng bay còn không, mình thả nốt cho lag map. Yo yo. Thử không? Chú xuống rất là an toàn liền. Lêu lêu. Gì. Thả ong, thả ong bạn ơi. Đi thả ong nào. Mèo kêu đi thả ong. Yeah sure. Yeah. Kìa ong đến rồi bởi kìa. Sao chui từ nước đi lên nó bị đốt kìa mà. Cay tê nhỉ. Ok bạn ơi, từ ngày hôm nay để thông báo cho các bạn đó là tình hình là skin mèo pia bị lỗi rồi. Cho nên trong khi chờ đợi skin không bị lỗi, mèo pia sẽ dùng tạm cái mút Shiba Gem này các bạn nhá. Ok video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đâu gì muốn mèo pia là dùng nước thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.